Trong một bài giảng năm 2017, sư phụ nói về tại sao 99% con người và động vật trên địa cầu bị vận chuyển bằng phi thuyền hoặc lưu đày ở đây. Từ những tinh cầu có kỹ thuật cao và tân tiến khác, mà ở đó chính phủ khắc khe hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn, và những người bị đày tới các tinh cầu như địa cầu đã bị cho uống cháo lú hoặc chất độc, khiến họ quên đi cội nguồn của họ. Thưa sư phụ, sự lãng quên hay tình trạng bị thôi miên này có phải nguyên thủy là rắn bên trong con người mà sư phụ đã nói gần đây không? Và có phải đây là nơi mà ngã chấp xuất phát? Bởi vì có nhớ Thượng Đế nói, chúng ta được tạo ra từ đất không? Dạ nhớ. Dễ cho chúng ta sa ngã. Dạ nhớ thưa sư phụ. Người từ cát bụi sinh ra, rồi trở về với cát bụi. Dạ thưa sư phụ. Chúng ta được tạo ra từ đất, thảo nào và từ một ít nước và một ít sắt, một ít vàng trong đó, một số bụi vàng bên trong. Quý vị có thể có nhiều vàng hơn nếu rằng của quý vị được bọc vàng, bằng không chúng ta chẳng có giá trị gì. Dạ đúng, phân tích chúng ta thì mình có những gì? 90% nước bên trong và một số bụi đất. Vì mỗi khi tắm, không phải quý vị kỳ ra bụi đất sao? Dạ phải. Chúng ta thay da như rắn lột xác để tái sinh mới lại. Chúng ta có thể tái sinh mới lại mỗi ngày khi mình tắm, kỳ ra một số bụi đất từ đầu tới chân. Dạ. Bụi đất từ đâu đến vậy? Chúng từ bên trong da thoát ra ngoài, không đúng sao? Cho dù quý vị ngồi trong phòng sạch sẽ cả ngày với máy lạnh và màn hình, đủ thứ, nhưng khi tắm quý vị vẫn kỳ ra bụi đất. Vậy chúng ta là từ đất không đúng sao? Dạ phải. Và bản chất của bụi đất chính là bụi đất mà thôi. Không có nhiều thông minh trong đó. Nên thân thể không có gì nhiều lắm. Chỉ là một tòa nhà, chỉ là một ngôi đền, và cái ở bên trong mới quan trọng, linh hồn. Thành ra chúng ta phải tập trung vào chỗ ngồi của linh hồn ở đây, nhớ không? Dạ nhớ thưa sư phụ, hãy nhớ chúng ta là linh hồn. Mỗi lần chúng ta nhớ lên đó, linh hồn nắm quyền làm chủ trở lại. Thành ra quý vị có thể đi lên thiên đàng, có thể thấy ánh sáng nguyên thủy của mình từ thiên đàng và nghe giáo lý từ thiên đàng trong hình thức âm nhạc, siêu phàm. Như thế đó, bằng không chúng ta không là gì cả, thân thể này không phải là mình. Dạ. Quý vị đang nói chuyện với ai đây và tôi đang trả lời ai đây? Tôi không biết, tất cả đây là ai? À, đúng vậy. Nhiều lần tôi cố gắng đóng lại. Bằng không, tôi sẽ rời đi. Dạ hiểu. Nếu cứ nghĩ về tất cả bản chất ảo tưởng này của thế gian, thì tôi sẽ rời đi lập tức. Tôi không thể chịu nổi. Ngồi làm việc liên tu bất tận cho truyền hình vô thượng sư. Hiệu đính, hoặc chỉnh sửa tẻ nhạt, hoặc bất cứ gì. Dạ thưa sư phụ, đừng nói chi tới việc đôi khi viết truyện cười hoặc mẹo vặt cho trẻ em này nọ, và nói chuyện với họ theo cách này cách kia. Dạ sư phụ, cảm ơn sư phụ. Tôi sẽ không làm được, sẽ không thể. Tôi khóa không cho mình nhớ lại sự hiểu biết này, sự nhận thức rằng tất cả đều là ảo tưởng. Nếu không, tôi không thể ngồi đây và tiếp tục nói chuyện hoặc làm bất cứ gì khác. Dạ sư phụ, được rồi cưng. Cảm ơn sư phụ, câu hỏi của quý vị đã được trả lời hay chưa? Dạ rồi, cảm ơn sư phụ.